Xin chào tất cả mọi người, mình đang dùng một cái app mà phần mềm trên điện thoại Android và thấy nó rất là hay, không biết là có trên iOS không. Nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm cái video này về cái phần mềm đó, nó trên điện thoại Android của mình nhé. Ở đây là một cái phần mềm nó mang tên là ống kính. Bây giờ mình sẽ chỉ cái khoanh tròn này của mình này vào cái phần mềm đó ở bên đây, ống kính này. Với cái phần mềm này nó có thể tìm kiếm những cái thiết bị hay là những cái vật dụng mà chúng ta không biết tên. Chúng ta sẽ có thể vào đây tìm, khi mà nó hiện lên cái chữ tab shutter button to search này thì chúng ta sẽ kích vào này. Thì ngay lập tức nó sẽ ra những cái sản phẩm tương tự như cái sản phẩm trong hình mà chúng ta đang tìm kiếm. Và với cái phần mềm này nó sẽ sử dụng bằng cái mạng wifi hoặc là mạng, tức là phải có internet nha các bạn. Điện thoại phải được kết nối internet. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy này. Mình đang tìm cái bóng đèn, mình cho cái hình bóng đèn vào bên trong cái khung hình này, và nó sẽ tìm ra được một loạt những cái bóng đèn tương tự như vậy. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Bây giờ mình sẽ thử với một cái sản phẩm khác nha các bạn. Đây là một cái cuộn băng dính này, mình không biết nó sẽ tìm được không nhé. Đó, các bạn thấy rằng nó lên một cái khoanh tròn này, mình sẽ tự tìm này. Đây các bạn, ngay lập tức này nó sẽ đưa ra các bạn một số những cái sản phẩm nó tương tự luôn. Và các bạn muốn mua trên cái hệ thống nào thì chúng ta sẽ tìm thấy ở cái dòng dưới ấy. Dòng dưới này này, ví dụ là Shopee, Sendor hay Lazada thì chúng ta kích vào đó nó sẽ mua được ở đấy luôn, rất là hay. Bây giờ mình sẽ dùng với một cái khác nha các bạn, một cái bật lửa này. Khi nào nó hiện cái chữ ở bên dưới này thì chúng ta mới tìm kiếm được. Đó, bây giờ mình sẽ tìm này. Đây các bạn thấy không? Ngay lập tức nó sẽ ra những cái bật lửa như này. Và nó sẽ hiện một số những cái trang web nó bán hàng đó ở trên cái màn hình như các bạn đang nhìn thấy ở đây, nó có 4 trang. Đó. Nếu như chúng ta muốn mua hoặc là tìm kiếm cái sản phẩm, thông tin về sản phẩm nào chúng ta sẽ kích vào. Bây giờ mình sẽ thử tìm đến linh kiện điện tử nhé. Ở đây là một cái biến trợ chiết áp này. Bây giờ mình sẽ đặt như này để cho nó tìm kiếm. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ lên luôn những cái mà nó hình dáng tương tự như vậy, cái chiết áp đó. Bây giờ mình sẽ tìm một số những cái sản phẩm khác, ví dụ như là cái máy hàn này của mình chẳng hạn nhé. Cái này thì nó không ra máy hàn nhưng nó ra những cái màu đỏ đỏ, nó gần giống như vậy nhưng không phải là máy hàn. Bây giờ mình sẽ tìm lại một lần nữa. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đó, nó ra luôn cái những cái máy hàn này. Ở đây nó có cả YouTube này, những người người ta review này. Hoặc là chỗ phần này là phần Shopee này, có thể vào mua được này. Đó. Rất là tiện. Mình sẽ thử tìm một vài cái sản phẩm nữa như cái máy này. Chúng ta sẽ để cái phần nó nhìn được nhiều cái về cái thiết bị nhất, rồi chúng ta sẽ tìm. Đây chưa lên được, chúng ta sẽ thử lại. Mình sẽ thử đứng lên cho nó nhìn đủ sản phẩm này. Đây các bạn có thể thấy rằng nó sẽ ra một số những cái máy bán vít nó tương tự như vậy này. Đó. Tìm một cái ví dụ như cái vật dụng thông thường như cái bút đi chẳng hạn này. Đây các bạn có thể thấy nó sẽ ra như thế này. Bởi vì sao mà chúng ta sẽ dùng cái phần mềm như này thì nó sẽ rất là hay, bởi vì một số những cái thiết bị ạ, hoặc là những cái vật dụng nào mà chúng ta cần tìm kiếm mà chúng ta không biết được là nó tên là gì, mà nếu như không biết được tên thì chúng ta sẽ không thể nào mà tìm kiếm được cái sản phẩm đó trên mạng, cũng như là muốn mua nhưng cũng không thể là biết tên mà mua được. Thì với cái phần mềm này thì mình nghĩ rằng nó khá là hay và chia sẻ cho mọi người, và mình nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều những anh em cũng đã từng dùng đến cái sản phẩm này rồi, à cái phần mềm này rồi. Bây giờ mình sẽ thử tìm cái này tiếp nhé. Nó có thể đôi lúc nó sẽ tìm nhầm đó. Đây các bạn có thể thấy rằng nó sẽ ra những cái mũi khoan như này. Đó. Cái độ chính xác nó cũng tương đối cao. Với thực tế thì cái phần mềm ống kính này nó gần giống như là tương tự với chúng ta tìm trên Google ấy. Cái phần mềm này mình nghĩ rằng nó cũng thuộc Google. Đây là Google Lens. Ở trên chỗ này nó báo Google Lens này. Đó, thuộc Google. Thì đây là một cái phần mềm mà nó tìm kiếm không phải bằng viết chữ, mà nó sẽ tìm kiếm bằng cái hình ảnh mà nó quét được.
thông qua camera của điện thoại. Đó. Một số những cái mà nếu như chúng ta để với cái khung hình mà nó bị nhiều các cái hình ảnh này quá, nó sẽ bị gây nhiễu loạn, thì có thể nó sẽ tìm kiếm không chính xác. Còn nếu như mà những cái mà nó to dễ chi tiết thì chúng ta sẽ tìm kiếm một cách rất đơn giản. Đây mình sẽ tìm kiếm cái biến áp này nhé. Đây các bạn có thể thấy rằng nó sẽ ra một loạt như này: Shopee, Lazada, Sen đỏ, đó đều có cả đó. Rất là tiện. Nếu mà để một rất là nhiều những cái sản phẩm cùng một khung hình thì không biết nó sẽ như thế nào. Đây, nó sẽ tìm kiếm cái nào đó mà nó xác định được. Nói chung đây là một cái phần mềm, một cái app cũng khá là hay, và mình nghĩ rằng mình chia sẻ cho các bạn cái app này ấy, thì chúng ta có thể tìm kiếm một số những sản phẩm chúng ta không biết tên thì nó có thể lên và tìm kiếm cái thông tin trên mạng cũng khá là dễ dàng. Đó. Cái app này thì nó được mang tên là ống kính này các bạn. Đây mình sẽ đánh dấu đây này. Và nếu như các bạn dùng Android thì các bạn sẽ thử vào CH Play và tìm kiếm. Ở đây mình vừa tìm kiếm thử rồi thì sẽ có cái phần mềm này, nó mang tên là ống kính. Đây các bạn có thể nhìn thấy rằng nó có 100 triệu lượt tải xuống này các bạn. Cũng tương đối là nhiều luôn. Còn trên cái máy của mình thì mình cũng không hiểu là nó ngay từ đầu đã có rồi. Đó, và nếu như các bạn nào mà muốn quan tâm đến cái app này thì chúng ta có thể tìm kiếm và trải nghiệm thử. Rất là hay. Còn bây giờ thì mình sẽ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.